Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ với một nhà gồm có ba anh tài. Như chúng ta đã biết thì tuổi thiếu niên, mỗi một ai cũng sẽ đứng trước lựa chọn đúng sai. Và đôi khi ranh giới đó là rất mỏng manh. Chúng ta sẽ cùng xem các anh tài họ sẽ giải quyết như thế nào để đến với quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình. Đây là những anh tài mà thời niên thiếu tôi nghĩ cũng sẽ có rất nhiều những khoảng thăng trầm, gai góc hay là cá tính của họ cũng được thể hiện. Chúng ta hãy cùng chào đón nhà tái sinh với ba anh tài Đinh Tiến Đạt, Tiến Luật và Ramastic. Nhóm này là cái nhóm mà không có ý định là sẽ thành lập. Những cái nhà khác người ta không thành lập nữa thì nó mới ra cái nhà mình. Nhà của mình sẽ là tái sinh. Luật nó mới kêu: "Anh ơi, anh, mình đừng có lấy tái sinh được không? Em nghe nó sai sai hay sao á?" Thiên Đạt mới hỏi: "Ủa, sai là sai gì? Tái sinh mà. Tái sinh anh mà đọc ngược lại là thành tính sai đó anh." Là thí dụ là không có là lấy bài đó hả? Đúng. Đúng rồi. Xong Ram nó kêu: "Đúng rồi, đọc ngược của tái sinh là tính sai, nhưng mà ngược của tính sai là tính đúng." Em thấy cũng còn cũng hợp lý. Cho nên ok anh em nhớ kỹ vẫn giữ nguyên cái chữ tái sinh. Bây giờ bóc cái bài đó xong rồi á thì em có cái ý tưởng nhẹ nhẹ thôi. Ba anh em mình lúc đầu là sẽ nghèo. Nghèo rồi sau rồi giống như là có một cái cục tiền thật to rớt xuống rồi xong anh lấy cái cục tiền đó mình giàu lên. Là mình sẽ đổi đời. Đổi đời. Mình lột xác đấy nó giống đúng như cái lyric trong bài là ta như trong cơn mơ ấy. Đấy thì cái khoảnh khắc đấy chính là khoảnh khắc cơn mơ, là khoảnh khắc mà mình được lột xác, mình được biến thành một con người khác, xong rồi mình được tận hưởng cái thế giới giàu sang này nọ. Anh rap hay Ram rap nó bình thường à? Phải cho các bác khán giả thấy hoặc là mọi người thấy là tiếng Luật rap nè. Đây chính là những con người mà vô cùng đồng điệu với mình về mặt nghệ thuật. Tại vì khi mà làm nghệ thuật thì Ramastic luôn luôn muốn làm một cách khoa học và nhanh chóng nhất có thể. Bây giờ nhảy thì đối với anh thì nó không quá khó. Đấy thì anh Đạt sẽ phụ trách anh phần vũ đạo. Anh sẽ phụ trách cái phần vũ đạo. Một lần vô tình ở cái công diễn đầu tiên, mình bị bất ngờ. Mình mới nói với Vinh: "Trời, xong Đạt nhảy đẹp dữ vậy." Vinh mới nói là: "Trời ơi, ổng ngày xưa là thầy dạy nhảy mà." Cho nên lúc chọn đội mình quay qua mình thấy ảnh đầu tiên là mình tới mình nắm tay ảnh liền, mình không cho ảnh suy nghĩ luôn. Nhúng bình thường thế, ví dụ như thế này, hoặc là những cái động tác như thế này đó. Thì anh nghĩ cũng chưa gì nhảy được luôn. Ok, cái đó dễ anh ơi, trời ơi, cùng tay cùng chân nữa. Còn động tác nào dễ biểu diễn luôn đi, để anh lấy vô luôn. Em biết được cái này. Ok, cái này mình vẫn dùng được. Vậy thì mình sẽ nhảy cái động tác này chung với nhau. Nhảy như trẻ con đó này. Đúng rồi, cái này thì được, cái này em làm được. Đó. Ok. Coi chừng cái động tác nó viral, đừng có giỡn nha. Chứ đâu được, đúng không? Anh Đạt gửi cho mình rất nhiều video luôn. Để mình xem, mình chọn. Em tự tin em làm động tác nào nhất, anh sẽ tập động tác đó cho em. Chân trái, chân phải, chân trái, chân phải. Kéo, khá, kéo, ha, chạ, chạ. Chính xác, đi luôn. Anh Lực ơi, cái này mình sẽ... Cái này mình giống như mình... Đúng rồi, mình sẽ kéo. Tắc tắc, đúng rồi. Đây, chọn. Tắc tắc, đó, chính xác. Đấy. Anh Nam gọi luôn. Sáu, bảy rồi, đi xuống đi. Đẩy rồi, đẩy, đẩy. Năm, sáu, bảy nữa là... Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bước lên. 5, 6, 7, 8. Ờ, nó đã lực nhiều luôn đó. Vậy hả? Nếu mà đoạn này ngắn quá thì để anh sẽ kéo dài thêm cái đoạn nhịp tim này dài thêm một chút xíu nữa. Kéo cho chắc em ơi. Các thành viên trong nhà tái sinh rất là thú vị và rất là tâm huyết với những cái việc mình đang làm, mặc dù đó là không phải những cái sở trường của mình. Rồi chưa? Nhảy ra. Nhảy lại. Đã. Nhảy. Đã. Nhảy nhanh hơn, đá nhảy, đá nhảy, đạp xuống nè, rồi nhảy một cái co lên, đạp xuống, nhảy nhảy
Em phải nhảy liên tục. Tưng 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 tưng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó ra 1, 2, 3, vẽ 5, 6, 7, 8. Ok. Khi mà hát thì anh luôn muốn hát phía sau một người, vì cái kiểu là hát xong thì anh mới theo cái nhịp đó, cái anh vô thì được. Còn bắt đầu mà vô nhạc dạo rồi xong rồi cái vô là anh không biết vô làm sao. Mà anh bị cái là anh càng canh thì nó lại, một là sớm, hai là bị trễ. Khi mà Ram đưa một cái đoạn rap cho mình là mình nói rồi, hỏi ơi rồi, không vô được. À, trong rap đó, thứ ấy, anh thấy mọi người hay rapper lúc nào cũng hay kiểu yo với ê, ê, các kiểu ấy. Đấy chính là cái cách bắt nhịp của bọn em ấy. Ngay từ đầu nhịp vào ấy, anh ơ một phát nhẹ. Nhưng đồng tiền trước mặt quá to. Đồng tiền trước mặt nghèo khó. Đồng tiền trước mặt đi nghèo khó. Đấy, mình tập quen dần, mình thu quen dần thì mình cho cái ơ để nó thành một cái ơ của thịt, cái ơ thầm thôi. Những chữ nào nên nhấn thì Ram sẽ gạch dưới chân hết cho mình. Anh đọc tới câu này là phải chữ này nha, cái những cái chữ quan trọng nha là anh phải nhấn nha, rồi xong cái là mình làm theo như vậy, thấy là cũng được. À, cái câu cuối ấy, anh mà làm được một cái gằn giọng hoặc là ê, hoặc là một cái gì kiểu thái độ á. À. Đấy, tại vì giọng anh rất là khàn, nghe nó rất là ghen. Chất giọng rất là ngầu, anh Luật có sẵn một cái chất giọng như vậy rồi. Và anh chỉ cần hát đúng nốt và hát đúng nhịp rồi thì lập tức nó sẽ dẫn đến một cái sự thu hút về mặt nhạc tính. À. Sau khi mà được tập rồi được hát cả mọi thứ rồi, hiện tại Luật rất là tự tin luôn. Và Luật nghĩ là Luật chọn bài Lột Xác và Chuyện Nhỏ thì mọi người cũng sẽ thấy Luật lột xác. Kết hợp cảnh sát truy lùng tang vật của một phi vụ lừa đảo gây thiệt hại đến con số hàng trăm tỷ đồng. Nhìn về từng ngày vừa đi qua đây vẫn thấy lấy lòng đắng cay. Rồi chuyện xưa đừng buồn nữa, đừng ngồi vu vơ. Dẹp hết gột sạch hết. Ngày dài vừa chết còn gì mà nhắm đến. Điều cần làm là vui lên. Về đường dài còn bao trong gai. Hiểu theo mấy có thay ai. Ngỡ rằng một bay nụ cười ấy, nụ cười em đây. Lột xác tay người khác. Nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán. Bay lên vỡ nát. Cho ta vui như lúc bé thơ bé ngày. Sớm hôm không hẹn ngày. Hát một mình, hát cùng bàn tay xinh. Cho ta say như lúc mới yêu điên dài. Nhớ thương em bên ngoài. Hôm nào ta ngỡ chẳng thể ngơi tay. Dẹp hết lột sạch hết. Ngày dài vừa chết còn gì mà nhắm đến. Điều cần làm là vui lên. Nhìn về đường dài hình xuống tương lai. Điều kéo mấy có thay ai. Nếu chợt ngày mai mình đổi thay vẫn nhẹn trong tay. Lột xác thay người khác. Nặng nề ngày tháng có gì buồn chán. Bay lên vỡ nát. Cho ta vui như lúc bé thơ ê ngại. Sớm hôm không mệt nhai. Hát một mình, hát cùng bàn tay xinh. Cho ta say như lúc mới yêu điên dài. Nhớ thương em mệt mài. Hôm nào ta lỡ ta như trong cơn mơ. Yeah. Trong cơn mơ. Yeah.
tưởng như là khó, tưởng như là khó. Có những lúc chỉ nhỏ, tưởng như là khó. Say what, say what. Có những lúc chỉ nhỏ, tưởng như là khó. Có những lúc thay lòi như môi trên trái trắng nhằm nhỏ. Có những lúc ngặt nghèo, tưởng như xong là xong rồi đó. Nhưng nghĩ lại môi trên trắng đám mà lò chỉ là chuyện nhỏ. Hey. Dù chân bạc quá to, quá to, khiến cho mình quên đi nghèo khó. Chỉ cần ta ôm trọn được nó, từ giờ sẽ chẳng cần so đo. Điều đó cũng có nghĩa phải từ bỏ tất cả lòng tự trọng để biến cái không thành có. Thà rằng ta cứ sống như cách được học từ nhỏ, đói cho sạch, rách cho thơm tho. Nào hãy vui lên nào bạn nhé. Đời khó khăn chỉ là lẽ thường. Và giờ hãy vui lên nào bạn nhé. Tái sinh, tôi thấy nhà này hay quá. Hay quá, và đến giờ phút này tôi đang tự hỏi không biết là đâu là rapper và đâu là diễn viên. Các bạn thấy như thế nào ạ? Phần trình diễn này như thế nào ạ? Thiên luật, tôi thiên rất luật. Ít khi thấy các rapper kiểu như Đinh Tiến Đạt. Ngày xưa tôi chơi với Đinh Tiến Đạt khá lâu rồi, ít khi thấy bạn nhảy lắm. Romastic cũng như vậy, nhưng mà Tiến Luật mà nhảy thì quá ngạc nhiên luôn. Dạ, tại anh Đạt suối. Anh Đạt nói là mình hát bài lột xác. Em mới kiếm gì đó em lột đi. Em lột đi cái cũ của em. Khán giả đang rất là mong chờ những cái động tác. Khán giả đang rất là mong chờ những cái động tác. Điểm nhấn vãi. Bây giờ các bạn sẵn sàng để bình chọn cho nhà tái sinh chưa? Các bạn ơi, cổng bình chọn cho nhà tái sinh sẽ bắt đầu. Các bạn nhớ bình chọn cho tái sinh nha. Yeah, cảm ơn mọi người. Xin được chúc mừng một lần nữa nhà tái sinh. Yeah. Còn bây giờ là lúc mà tất cả chúng ta được biết khán giả có thực sự yêu mến các bạn hay không. Chà, anh nói cái đó em sợ. Căng thẳng quá. Tôi chỉ nói vui vậy thôi, nhưng mà tôi tin chắc là với tiếng vỗ tay này thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều điểm. Dạ. Hãy nhớ rằng một phiếu bầu tương đương với 10 điểm hỏa lực. Chúng ta hồi hộp chờ đợi. Yeah. Ba anh tài, Đinh Tiến Đạt, Tiến Luật và Romastic. Hồi hộp nha. 1.580 điểm. 1.580 điểm là số điểm của nhà tái sinh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem họ xếp thứ hạng như thế nào trong 4 tiết mục vừa rồi. Nhà Ngũ Hành, 2.430. Nhà tái sinh 1.580, xếp về vị trí thứ hai. Điểm cao nha, điểm cao nha. Cao đâu mà thấp.
Một năm mà, một năm là thấp mà. Không phải chia ra cho nhiều đội. Chia ra nữa anh. Tại phải chia ra cho nhiều đội. Điểm nó sẽ còn giật tới giật lui nữa. Nhà đam mê là 1.470 và nhà hát là 1.420. Tái xích rồi, tái xích rồi. Tiến luật đây. Nhưng đây là quá nhiều. Quá nhiều rồi đúng không? Quá nhiều anh à. Quá nhiều. Cảm ơn mọi người, cực kỳ cảm ơn mọi người rất nhiều. Và với vị trí thứ hai tính cho đến thời điểm này thì các bạn có thể thoải mái tươi cười với tất cả khán giả. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn khán giả và xin được chúc mừng nhà tái sinh. Trong gai 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Gia Oanh, thứ bảy hàng tuần.